Nè, bọn con lấy slice strawberry cho đấy. Bắt. Tiên sạch đầy bạch. Nó đây gì? Nếu muốn tiên thì ấy đó bộ. Tiên thì em bên đây. Đặc kì ở lớn là phần thò ra gần đám khá đám khó. Tớ mà, tớ xô xì. Mà là màu ăn. Tên như khám rồi nó bò. Mình phải phái chứ. Đâu này. Cái
chụp lại video. Còn bạn trên hồ bây giờ sẽ không mua được con này. Nhưng mà con quay là đi bộ, đơn giản. Biết là cái phần này giá này. Thôi. Cái Việt Nam thì chú biết không hả?